À, vâng, mình thân chào cả nhà mình nha. Hôm nay mình lại giới thiệu với cả nhà mình cây gừng thang giống nè, một loại cây cảnh mà quý khách hàng mình hay mua bên shop mình á. Cây nó cái cỡ này mọi người ơi, nó khoảng 10 cm, mười mười mấy cm gì đó. Con số ít thì nó cũng gần gần 20 cm ha. Thì mình nói khoảng 10 sen đi cho nó dễ ha. Cái này về thì mọi người có thể là sửa rễ lại theo cái ý thích của mình ha. Đây. Cái loại chưa quấn rễ này thì giá là 4.000 đồng một cây, chưa bao gồm phí vận chuyển nha cả nhà mình. À, bên cạnh đó thì mình còn có cái loại đã được quấn rễ, thì cây nó cũng cỡ cỡ như thế. Đấy. Mà rễ được sửa quá sơ sơ mọi người. Đây thì cái loại mà quấn rễ rồi này á, mình bán với giá là 5.500 đồng một cây, chưa bao gồm phí vận chuyển nha. Đấy. Rồi, cả nhà mình có nhu cầu thì gọi cho mình qua số điện thoại là 0917 072 138, gửi cho mình địa chỉ mình giao cho ha. Mình nhận ship code toàn quốc cả nhà mọi người. Rồi, mình chào cả nhà mình nha.